Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV. Và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 9 giờ hơn của ngày 25 tháng 8 năm 2021. Và thú thật tôi không muốn quay trở lại cái drama này. Bởi vì nó có quá nhiều cái nó vừa phi lý nhưng nó buồn cười. Tuy nhiên xét về góc độ nào đó thì hôm qua cũng có một cái thông tin, đúng không ạ? Thông tin về 96 tỷ của anh DVH. Nhưng mà drama này nó buồn cười thật các bác ạ. Tôi hết được anh chàng XNHK, anh ấy cho lên gọi rằng là chùm cuối. Sau đó thì lại cho mình là quen rất thân với anh VQCoy ở ngoài đời. Mặc dù là anh VQCoy anh ấy chửi tôi không thương tiếc. Nhưng mà hoàn toàn không có bằng chứng gì cả. Chỉ một vài cái tin nhắn mà anh ấy chụp hình được. Nhưng mà tôi thấy quá là buồn cười luôn. Tuy nhiên thôi mình bỏ qua chuyện đó đi. Ngày hôm qua thì báo cáo với các bác trong một buổi live stream thì có một cái thông tin như thế này có thể gây chấn động mọi người. Đặc biệt là bây giờ đến thời điểm này chúng ta chưa thấy cái phản hồi của anh ca sĩ DVH. Đó. Nôm na thì như thế này. Trong buổi live stream mới nhất của mình thì bà Nguyễn Phương Hằng đã xác nhận đã giữ trong tay hồ sơ sao kê ăn tiền từ thiện của DVH. Trong live stream thì bà đã công bố đang giữ 1,9 kg giấy sao kê của ngân hàng từ tài khoản ngân hàng của Mr. Derm. Với số lượng ký, nghĩa là số lượng giấy nhiều như thế thì chắc chắn số tiền mà dân chúng ủng hộ từ thiện thì không chỉ có 1,8 tỷ như là DVH đã đi làm từ thiện. Bà Nguyễn Phương Hằng đã công bố số tiền trong tài khoản từ thiện của DVH và sao kê được là tận 96 tỷ. Bà công bố thêm trước đó thì DVH đã điện thoại để đối chất với ngân hàng vì sao số tiền trong tài khoản của anh bị lộ ra ngoài, và điều đó cũng đồng nghĩa là số tiền trong tài khoản anh mà bà công bố có chăng là sự thật nên mới có cuộc đối chất như vậy giữa anh ca sĩ nổi tiếng DVH với ngân hàng. Trước đó, cộng đồng cũng đã rất thắc mắc vì sao DVH tự nhận mình là vùng đất cấm. Và giờ, ai đụng chạm đến anh thì cũng không ngại lên tiếng. Nhưng vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo anh ăn tiền từ thiện thì anh lại im lặng. Nếu sự thật không phải như vậy thì sao anh lại không tự khai và tự sao kê để phản biện lại cũng như là an tâm với những người đã ấn tượng ủng hộ cho anh. Và bà Nguyễn Phương Hằng nói thêm, nếu trong một tuần nữa anh mà không công khai thì chính bà sẽ đăng vài trang ở trong bản sao kê đó đến khi nào hết một ký chín, nghĩa là gần 1 kg chín, nghĩa là gần 2 kg giấy sao kê mới thôi, và bà sẽ đại diện cho dân chúng để ủng hộ kiện cái ông Hoàng Nhạc Việt. Và chúng ta hãy thử xem qua đoạn video này nhé. Thiện, trong đó tiền từ thiện là của ai? Của nhà, của mỗi người đóng góp. Mày phủi hết, mày lấy danh nghĩa của mày để mày đi mượn hoa cúng Phật, một nửa, hơn một nửa mày bỏ túi. 96 tỷ 800 mấy chục triệu có không Đàm Vĩnh Hưng? Hay chính bản thân mày cũng không biết con số đó luôn? Vì sao? Tiền nó vô ngọt quá thì mày chỉ có xài thôi, chứ mày cũng không có thời gian mày thống kê nữa. Mấy hôm nay mày bực bội lắm, mày gọi điện thoại lên mày nói tại sao cái số tiền của mày bị bể ra bên ngoài vậy? Ai hại mày vậy? Tao hại mày nè. Mày hỏi chi ngân hàng người ta khó trả lời, đúng không Đàm Vĩnh Hưng? Mày phàn nàn, đúng không? Muộn rồi con ơi, mày với thằng Hoài Linh muộn rồi. Một thằng ăn cướp của dân nghèo, tụi bay ăn cướp của dân giàu, dân gọi là ngưỡng mộ tụi bay. Có khốn nạn không quý vị? Vậy thì sau một tuần nữa, hai thằng mày không sao kê, báo chí không yêu cầu tụi mày sao kê, thì đừng hỏi tại cha sao, người ta tẩy chay tụi mày nha. Lúc đó, tao buồn, tao vui, tao thảy ra, tao kêu báo đăng đi. Không đăng nữa, tao gửi tới thủ tướng luôn. Được không quý vị? Thả tim em đi. Em chê là phải knock out, ghét cũng phải
phải phục hận, cũng phải phục cay đắng, cũng phải phục, bởi vì tao là người có trí tuệ. Phải nhớ một điều như vậy. Mày chọc lộn chỗ rồi. Từ xưa giờ mày ăn miếng trả miếng mày quen rồi, mày mất dạy quen rồi, mày bố láo quen rồi. Lần này á, vỗ quýt dày cái móng tay nhọn. Tao nói bản thân mày cũng không biết con số chính xác hơn tao nữa. Bởi vì sao? Tiền vô tội vạ mà mày đâu có biết. Mày chỉ biết con số dư, khoản này khoản kia mày chi ra bao nhiêu, chứ mày đâu có biết thời điểm nào tao còn biết hơn mày nữa. Tao mơ những giấc mơ cực kỳ là bá đạo luôn. Tại sao tụi mày không knock out tao đi? Mày còn lên mày ca hát để mày bán đĩa nữa. Trời ơi, nó nhục. Quý vị ơi, thà chúng ta nhịn ăn một chút món ăn tinh thần, nhưng đâu đó chúng ta được tôn trọng, còn hơn chúng ta bị lừa dối. Và đặc biệt rằng cái gai cánh của nó không hề nhỏ đâu nha quý vị. Từ ban tổ chức, cấp phép, địa điểm, một ruột với nhau hết. Gọi là lừa có tập thể đó quý vị. Chơi có quy mô, có tập thể đó quý vị. Thử tôi không có cơ coi. Nó kéo tới cái nhà tôi, nó đánh không còn một miếng gì luôn. Quý vị thấy thằng Duy Nguyễn không? Sao không ra với chị Hằng nè? Chị Hằng dễ thương muốn chết. Có thằng Duy đó cũng không làm được. Quý vị thấy không? Đơn giản vô cùng, chị Hằng cực kỳ là nhẹ nhàng luôn. Mà cũng không làm được. Vậy thì hôm nay là ngày thứ mấy Nhi? Thứ ba. Đến thứ ba tuần sau á, mày không sao kê ra đó, thì tụi mày tự nhận rằng tụi mày lừa đảo nha. Mà tụi mày đã tự nhận tụi mày lừa đảo rồi á, thì chính tao làm đơn thư tụi mày không đợi khán giả. Mặc dù nôm na thì là như vậy. Các bác có thể thấy ngày hôm qua thứ ba thì CEO Phương Hằng thì có gia hạn rằng là đến thứ ba tuần sau mà không sao kê, mà không trả lời thì thứ nhất rằng chị ấy sẽ đứng đơn kiện, cái thứ hai nữa là chị công bố những lần lượt từng cái sao kê một. Tôi thì thắc mắc một số cái vấn đề như sau. Đầu tiên mình cũng nói thẳng thế này, tôi không thích cái cách nói của CEO Phương Hằng. Nó không dễ lọt tai. Đấy là thứ nhất. Và chúng ta có thể thấy rằng là không sớm thì muộn thì chị CEO Phương Hằng cũng sẽ tiếp tục lên VTV1. Và nếu tiếp tục những cái hành vi như vậy, những cái livestream như vậy. Tuy nhiên xét về góc độ thông tin thì tôi sẽ chia sẻ góc độ thông tin. Đó chính là cái phần mà 96 tỷ mấy đó, vân 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 đó. Thì không hiểu sao lại lộ ra. Đấy là trong trường hợp tôi giảng đích có thật là lộ ra. Vậy thì đương nhiên anh DVH sẽ phải đứng ra để mà bảo sao kê lại hay là nói chuyện rõ ràng về cái vấn đề này nếu như là sự thật như là CEO Phương Hằng. Nhưng mặt khác chúng ta thử nghĩ xem rằng là về phía ngân hàng tại sao để lộ ra được những cái thông tin như thế. Tôi không nghĩ rằng là đến ngày thứ ba tuần sau lại có những cái nó rò rỉ ra đâu. Bởi vì như thế là ngân hàng sẽ bị lôi vào cuộc. Và đã lôi vào cuộc thì đây là vấn đề hình sự hóa liên quan tới rò rỉ thông tin cá nhân trong ngân hàng. Và các bác nào nhớ thì liên quan tới cái việc rò rỉ cái sao kê của anh HL22 thì cũng có một bạn cũng đã bị xử lý như vậy. Nhưng dù sao thì đây cũng là một cái thông tin rất là nóng và cho rằng là một cái gì đấy rất là quyết liệt. Đó. Chúng ta thử chờ đợi xem là đến thứ ba tuần sau là chị Phương Hằng, CEO Phương Hằng có công bố lên hay không. Nhưng mặt khác thì cũng có những cái tiền lệ rồi là chị ấy không giữ cái lời của mình. Đó. Nhưng mà chúng ta vẫn phải chờ thôi, bởi vì thông tin này nó không đến nỗi rằng là không đưa lên được. Nhưng mà đưa lên được thì chị cũng phải là tham khảo luật sư hoặc đưa lên nào bằng cái cách nào đó. Chứ không thể nào mà trắng đưa lên được như vậy thì rõ ràng đó là một hành vi vi phạm pháp luật. Còn chúng ta cũng chỉ có thể là kêu gọi anh DVH là phải công khai minh bạch hóa giống như là anh HL22 để mà dân chúng với mọi người nhìn vào để xem anh có công khai minh bạch hay không thôi. Có tử tế hay không thôi, có đạo đức hay không thôi. Chứ nếu không thì có phán là 96 tỷ hay là 960 tỷ
thì cũng chỉ là con số suy đoán, vẫn phải chờ tiếp theo. Còn các bác nghĩ thế nào thì các bác nghĩ. Còn thôi thì có thông tin là tôi vẫn cập nhật về cái vụ drama này, nhưng nói thật là dính sâu vào nó tôi cũng hãi bằng chết. Hết đấu tố nhau rồi là quy chụp nhau, thậm chí có những thông tin bịa đặt cả về mình nữa, thì buồn cười lắm đó. Đơn giản như vậy. Chúc các bác một ngày mới vui vẻ, và chúng ta hãy chờ đợi thông tin này như thế nào nha.